Hai cụ lớn tuổi cũng đứng ở đây chào sư. Dạ. Dạ. Sư rất vui mọi người. Đấy, hôm nay mọi người rất là ý thức nhá. Dạ, các cô, các dì cứ ý thức như thế là ngày nào sư cũng có thể đi. Không sao, em đi trước em. Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam ha. Dạ cô chú anh chị, đây bà con hôm nay về thăm cốc của thầy rất là nhiều. Em nằm xuống đây để cập nhật cho bà con cô bác mình xem ha. Người cốc của thầy đã sửa sang lại rồi, hoàn thiện hết hai của anh chị. Đây bà con đang tại cốc nè. Cho rồi đẹp quá. Cá lên quá trời luôn nè, cũng cá bự bự. Rồi, chào tất cả bà con nha. Chào ông bà cô chú. Dạ. Xin chào chú. Chú có thể chia sẻ đến từ đâu không? Anh đến từ Củ Chi. Sát bên. Củ Chi. Sát bên Bình Dương. Củ Chi. Rồi cái đi từ 2 giờ ngang qua chạy xuống Sơn Đông, đó mình đi xe Lê Cương lên đây. Dạ. Vậy là sáng nay được nhìn thấy thầy đúng không? Nhìn thấy thầy rồi. Dạ. Thấy thầy đánh lễ thầy được 2 lần đi qua đi lại. Dạ. Cảm giác sao rồi? Cảm giác thấy trong mình nó thoải mái, khỏe lắm. Quá tuyệt vời luôn ha. Quá tuyệt vời. Nội nhìn cái gương mặt và cái nụ cười thân thiện của ngài không mình đã thấy hạnh phúc. Hạnh phúc quá. Chỉ cần bao nhiêu là quý rồi. Dạ. Mừng lắm. Đi hai vợ chồng với một thằng nhỏ. Ồ, đang đi xuống. Bữa nay nguyên một gia đình. Dạ. Được gặp hết. Chiều nay anh quay về rồi. Dạ. Về Củ Chi đi xe Lê Cương về luôn. Dạ. Thì xin chúc mừng gia đình anh và cũng như tất cả bà con hôm nay được gặp thầy. Mấy cái kênh đầu của mấy em nè. Dạ. Với lấy nô nè nữa. Dạ. Đó, để đây thôi rồi ghé anh Thành xong rồi mẹ bà chỗ của. Qua bà hả? Qua bà. Dạ. Xong rồi. Đây. Dạ. Đây là điểm cuối ha. Không, còn hơi nữa, còn đi qua bên của anh thứ hai công ty anh gì đó. À. Dạ, đi cô nè. Dạ. Thôi cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ dạ. Chúc anh sức khỏe nha. Dạ dạ. 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 Đó. Thì bữa nay tất cả mọi người chung với niềm vui và hạnh phúc. Đó. Ai ai cũng đều gặp thầy hết.
đó. Cho nên tất cả mọi người rất là vui, rất là tươi, rất là hạnh phúc, cái gương mặt ở đây phấn khởi. Dạ. Quá tuyệt vời. Dạ. Bây giờ là mình xong mình đi qua công ty của anh thầy. Cây bồ đề ở ngoài này đi lên trên đây ra tới gần tới mấy hàng rào kìa, có đường rẽ trái xuống. Dạ. Thì bây giờ Nam sẽ đi lên trên thôi cô chú anh chị. Ơi, bữa nay tất cả mọi người ai ai cũng vui, ai ai cũng hạnh phúc, Trần Nam cũng hạnh phúc theo luôn cô chú anh chị. Trần Nam còn phải rơi lệ. Đúng là cái nụ cười một chăn tu, cái sức kiểu giống như là khi mà gặp thầy rồi tất cả không ai còn suy nghĩ cái gì khác hết, quên đi cái phiền não luôn á cô chị. Khi thầy xuất hiện nhìn cái gương mặt thầy và nụ cười thôi là ai ai cũng không còn cái suy nghĩ gì hết. Đó thì bây giờ Nam sẽ đi dài dài lên trên cập nhật lên cho cô chú anh chị mình xem ha. Sau khi mà Trần Nam xuống cốc cập nhật cho cô chú chị mình, giờ Nam sẽ về lại ở bên công ty nha cô chú chị. Nhóm bên đạo tràng nha, đạo tràng của sư Quảng Đạt cô chú chị kìa. Đường về cũng hữu duyên gặp bên sư Quảng Đạt xuống cốc nha cô chú chị ơi.
Dạ đi xuống cốc á sư. Dạ A Di Đà Phật. Đó thì sư cùng với bên nhóm đạo tràng của bên sư đi xuống thăm cốc của sư Minh Tuệ ha. Nam cũng cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của Trần Nam. Bữa nay thật sự ra là một ngày quá tốt đẹp đối với tất cả bà con cô bác mình khi mà đến chờ đợi để gặp được sư Minh Tuệ. Rất là nhiều bà con phải quỳ hai bên lại để lễ cô chú anh chị, nhưng mà những cái khoảnh khắc đó thì anh em của tụi con á, không có ai quay hết. Tại vì anh em tụi con là lúc đó là đi theo để hỗ trợ cho thầy thôi đó. Thì chắc có thể là một số bà con người dân cũng có quay được cái khoảnh khắc đó. Và bên anh em đội của đội á, thì muốn cho nó có một cái tốt đẹp nhất, văn minh nhất, lịch sự nhất và đẹp nhất để cho tất cả mọi người yêu quý sư Minh Tuệ. Thì sau khi mà sư Minh Tuệ đi qua cắt thực xong rồi đi về lại thì bà con cô bác mình bữa nay rất là tuyệt vời luôn, rất là trang nghiêm và rất là hợp tác với anh em tụi con khi mà nhắc nhở hoặc là khuyên mọi người ngay ngắn chu và yên lặng, ai cũng đều quan hệ hết. Khi mà tất cả bà con cô bác mà về trên này mà quan hệ và hợp tác như thế thì thầy sẽ đi gặp được hết tất cả mọi người. Và Nam cũng xin chia sẻ với bà con cô bác về hồi sáng giờ đó thì những hình ảnh bà con, có số bà con thì lại khóc rơi nước mắt rất là nhiều, quá kiểu như hạnh phúc và mà mãn được cái nguyện vọng của mình khi mà gặp được sư đó cũng vậy, không có gì mà diễn tả được hết, thật sự không có dùng được cái từ nào mà diễn tả mà được cái hạnh phúc của tất cả bà con khắp nơi về đây để mà chờ gặp sư Minh Tuệ thoáng qua thôi, đâu đó 5-10 phút, 15 phút gì đó. Rồi bà con đang thu hoạch đậu rồi. Nam cũng xin phép kết thúc video. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi kênh của Trần Nam ha.